Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2023. Trong video hôm nay thì mình sẽ quay cái quá trình lắp những cái kính chống ồn tại cái phần đường dẫn đi lên cầu Mỹ Thuận 2 phía bên bờ Vĩnh Long cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Sớm giờ thì mình nhận được cuộc gọi của mọi người rất là nhiều về thông tin của cầu Mỹ Thuận 2 đó, thì do mình đi làm nên là hôm nay thì không có đến công trường để mà ghi hình cho cả nhà mình xem được. Cũng có rất là nhiều quý vị khán giả cũng có muốn xem cái cảnh làm việc của các anh đó, nên là cũng nhắn tin gọi điện cho mình rất là nhiều. Nên là vừa đi làm xong là mình ra công trường cầu Mỹ Thuận 2 tại cái phần đường dẫn nè, quay cho cả nhà mình xem cái quá trình lắp kính nha. Ở đây thì mình thấy là những cái chân kính thì các anh đã lắp hôm trước rồi ạ. Thì mình các anh có chia sẻ là cao khoảng 3 mét ạ. Lắp kính chống ồn này để mà đảm bảo giảm cái âm thanh một bên là ô tô, xe chạy tiếng rất là ồn, và một bên thì nhà dân sinh sống bên dưới ở cái phần đường dẫn này rất là nhiều, nên là lắp một cái kính chống ồn như vậy để mà giảm cái âm thanh người dân xung quanh đường dẫn này được yên tĩnh ạ. Trên công trường của cầu Mỹ Thuận 2 thì các anh làm cả ngày lẫn đêm ạ. Buổi tối hiện tại là bây giờ là 7 giờ mấy rồi, gần 8 giờ buổi tối, nhưng mà các anh vẫn còn làm việc đây ạ. Rất là nhộn nhịp luôn ạ. Đây, bắt đầu là các anh tổ lên lắp vào đây ạ. Đây là những cái tấm kính các anh đã lắp xong đây. Từ ở dưới lên trên là 3 tấm kính nha. Đó. Bên đây là các anh đang cẩu lắp vào đây ạ. Này từ dưới lên là 3 mét ha anh. Và từ dưới đây lên đây là 3 mét ha. Dạ 2,5 mét. Dạ. Rồi buổi tối các anh cũng làm luôn nè. Đây ạ, thì những cái chân kính là có những cái khung sẵn hết, nên là bây giờ các anh hạ vào và bắn bít rồi ạ. Vậy là cái này mình lắp 3 tấm kính ha anh. 3 tấm, hai tấm bự ở dưới, rồi tấm nhỏ là ở trên. Vậy là 2,5 mét. Tối nay mình xong luôn không anh? Tối nay tới đây thôi, ngày mai nữa dắt mới xong ha anh. Cái sợi dây đó để làm gì vậy anh? Dây mồi. cất xuống đây ạ. Một tấm đầu tiên. Đây là những cái tấm ở trên cùng đây ạ. Này thì từ cái phần lối ra của quốc lộ 80 á, thì dài lên đây là các anh lắp được khoảng 100 mấy chục mét rồi à. Thấy một đoạn cũng rất là dài rồi. Và từ cái lối ra quốc lộ 80 lên thì các anh lắp khoảng 300 mét ha. Bây giờ các anh hạ tấm kính thứ hai. Đây là kính cường lực ạ. Rất là dày. Ở đây mình lắp lên như vậy thì khi mà xe chạy ngang thì tạo một cái rào cản về mặt âm thanh để người dân sống xung quanh sẽ đỡ ồn hơn. Và phía bên dưới đó là một cái trường tiểu học nữa, nên là các em nhỏ học hành sẽ tập trung hơn ạ. Rồi thì bây giờ tấm kính thứ hai đã được cẩu lên và đang chuẩn bị được đưa vào vị trí ạ. Đây quý vị khán giả xem cận cảnh nha. Rất là chắc chắn luôn ạ. Tối hôm nay thì các anh làm xuyên đêm luôn, thì bây giờ không có về nhà, mình mua cơm, mua bánh mì lên công trường để mà ăn, mới làm việc luôn ạ. Rất là tranh thủ. Và đây là những hạng mục cuối cùng hoàn thiện cầu Mỹ Thuận 2, nên là các anh thi công rất là gấp rút. Thì bây giờ chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi, hơn 2 tuần nữa là đến ngày dự kiến hoàn thành rồi, nên là các anh làm cả ngày lẫn đêm. Mặt cầu của Mỹ Thuận 2 thì hôm nay thì các anh đã thảm hoàn thành được một bên rồi, và ngày mai thì các anh sẽ tiếp tục thi công thảm nhựa phía bên thượng lưu ạ. Đây là đơn vị thi công ở bên điện ạ. Rồi ở bên đây là cũng chuẩn bị đưa lên đây ạ. Rồi, bắt đầu được hạ xuống nè. Ở những cái cầu khác á, thì mình không thấy cái cảnh mà các anh lắp chống mòn, và cũng không có chống mòn luôn, vì đa số những cái cầu thì người dân xung quanh cũng không có nhiều. Chỉ có cái cầu Mỹ Thuận 2 này thì người dân sống rất là gần, nên là các anh mới lắp cái hệ thống kính chống mòn này. Giống như kế một bên đó là cầu Mỹ Thuận 1 thì không có cả nhà. Mỹ Thuận 1 thì không có, như là cầu Cần Thơ cũng không có. Chỉ có cầu Mỹ Thuận 2 là có hệ thống kính chống mòn ha. Mình không biết chính xác là từ phía Trần Cái chân kính này lên trên là bao nhiêu, nhưng mà hồi nãy mình có hỏi các anh đó thì các anh cũng có chia sẻ đó là 2,5 mét ạ. Bên trên tấm kính thứ 3 đang được cẩu lên nè. Ở đây bắt đầu là dài xuống phía bên dưới đây rất là dài rồi, từ chỗ mà cái chữ lối ra Cao Lãnh tuốt ở bên dưới nè, khoảng hơn 100 mét rồi. Ngày mai vào buổi sáng thì mình sẽ tiếp tục cập nhật lại vị trí này cho cả nhà mình xem, vì buổi tối thì mình sẽ không thấy rõ bằng buổi sáng, nên là trong video này thì mình cũng tạm ngưng tới đây, thì mình sẽ đi về cả nhà. Thì bây giờ tối quá, các anh thi công thì cũng không có quay không thấy được, nên là rất là mong cả nhà mình thông cảm. Ngày mai mình sẽ tiếp tục trở lại quay cho cả nhà mình xem cận cảnh hơn về cái quá trình lắp kính, cũng như là sau khi lắp kính rồi thì nhìn cái phần đường dẫn này trong sẽ như thế nào. Thì bây giờ mời tất cả quý vị khán giả đón xem video tiếp theo của mình vào ngày mai nhé. Bye bye, chúc cả nhà mình buổi tối ngủ ngon nha.